欢迎继续收听你的月亮我的心。Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mùng 6 Tết, Phúc Khang đi câu cá giải trí. Phúc Khang mời cô chú anh chị và các bạn xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Nước này rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn, trong xanh luôn. Nước còn cạn nha cô chú anh chị và các bạn. Quá đẹp luôn. Mấy ghe này là thả lưới nha cô chú anh chị và các bạn. Mấy ghe này là đang đi thả lưới. Bên đây cũng có con ghe cũng đang thả lưới rồi. Bữa nào Phúc Khang sẽ lấy lưới và Phúc Khang sẽ đi thả. Cảnh khá là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Vào cho ghê ta. Để cho nó cho thẳng luôn. Cá nó bu hoài không không? Xuống hồi sâu rồi nó ập quá trời. Nước còn khá cạn luôn nha các bạn. Nước còn rất là sâu, nước giờ đang mới bắt đầu lớn rồi. Sau đó như nó hết trôi rồi, con cá nào mùa kia thấy mê không? Nhìn giống như cá nuôi vậy, quá trời cá. Thank you.
giá hả? Bây giờ nó lạnh. Anh nên luôn ba mấy bảo vậy. Anh luôn lấy 6 lon đây, ba anh em nữa ngồi thì tiện lắm đâu. Ngoài đó tôi đi chạy đâu chứ không. Có bông mà không có mình hôm Tết đây con bắn quá trời đó. Đâu có rẻ đâu một phong vậy á. Sai đâu. Một em đầu tiên cả nhà. Cái xương dầu bữa tôi tưởng đâu là tôi đầy người luôn á. Đây. Hôm nay mùng 6, đang khai đào. Cảnh đẹp quá trời. Xin chào, video Phúc Phan đến đây xin kết thúc cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay câu lóc rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Hôm nay câu không có cá mà còn mưa nữa. Nước hôm nay lớn quá, rác nhiều quá. Câu không được. Ngày mùng 5 câu ngon mà nay mùng 6 câu không ngon. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video, nhớ cho Phúc Khang một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Trong đêm miên man từng dòng thư em trao anh, với những dấu hiệu trao về anh mà thôi. Anh cũng trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời mình không đổi thay.